Vâng, xin chào quý vị các bạn. Chào mừng quý vị các bạn đã đến với kênh của CC Cỏ Hải Dương. Thì mới nhất trong buổi chiều ngày hôm nay, ngày 18 tháng 11 năm 2018, bọn em lại vừa mới về được một mẫu xe BMW 318i được sản xuất năm 2002. Và đây là một chiếc xe vô cùng đặc biệt, đó chính là chiếc xe số sàn mà động cơ chỉ có 2.0 mà thôi. Một mẫu xe thì quý vị và bạn nhìn thấy thương hiệu BMW là cái mẫu xe đến từ thương hiệu của Đức. Cho nên để nói về cái vấn đề thương hiệu và bền bỉ thì dòng của Đức này từ trước đến nay nó vẫn là một dòng xe, nó là đỉnh của đỉnh rồi. Còn em một chiếc xe 2002 cho đến nay, nhưng để nói về cái thân vỏ của xe này thì em khẳng định với tất cả mọi người đó chính là đẹp. Không có một cái mẫu xe nào trong cuộc đời như thế này mà có thể đẹp được bằng cái dòng BMW. Đây quý vị các bạn có thể nhìn thấy sát cái lưới tản nhiệt của BMW thì luôn luôn nó sẽ giữ ra được hai khoảng cách chung như thế này và được mạ chrome và vô cùng là sáng bóng. Và bản thân của con xe này nó có một cái logo nó lên thương hiệu của BMW thì quý vị các bạn có thể nhìn thấy được rồi. Mắt đèn của xe từ 2002 thì cho đến nay thì quý vị các bạn có thể so được rất là nhiều những cái mẫu xe mà từ đời 2002 cho đến nay, mà để mà so về cái độ đẹp và thương hiệu và cũng như là độ bền bỉ thì rất là nhiều những dòng xe thua kém hơn cái dòng BMW này rất nhiều. Đấy là nói về phần cơ bản, về phần đầu xe thiết kế rất là thon, nhỏ gọn, nói chung là gọn gàng và rất là dễ kiểm soát. Khi mà rằng chúng ta ngồi lên chiếc BMW này, chúng ta đi không quá bị cồng kềnh và đi rất là chắc xe. Chúng ta hãy nhìn về phần chiều ngang của xe của BMW. Thực sự em rất thích cái dòng BMW này bởi sở dĩ cái dòng BMW nói chung và có cả một cái dòng xe đó như là dòng xe Mercedes cùng phân khúc và cùng đời, nhưng mà nếu mà nói về cái phần thân vỏ của xe thì có lẽ rằng chạy tập mục mọt có thể xảy ra đối với dòng xe này. Và cửa giả của xe thì đóng rất là chắc chắn, chỉ có BMW với Mercedes là có thể có cái cảm nhận và có cái tiếng kêu đóng cửa chắc chắn như vậy mà thôi, rất là chắc chắn. Và hơn thế nữa, quý bạn nhìn thấy về tổng thành về chiếc BMW này nhìn nó rất là đẳng cấp phải không ạ? Nếu mà cùng một đời như thế này thì rất là nhiều những mẫu xe không thể làm ăn được. Và em xin nói luôn là chiếc xe mà em sẽ bán với mức giá là 175 triệu đồng mà thôi. Thì tất cả mọi thông tin thì quý anh chị và các bạn hãy liên hệ em theo số điện thoại là 0966 668 121 để có thể chốt được chiếc xe này. Xe trang bị camera lùi, có cả cảm biến lùi luôn. Và đây là một chiếc xe không có bị đâm đụng hay là không bị ngập nước gì cả. Hoàn toàn là không có vấn đề gì lỗi về phần xe. Chúng ta mua về là sẵn sàng đổ xăng vào là chạy mà thôi. Còn sơn của xe thì tất cả mọi người yên tâm, sơn xe đẹp, không có tai nạn, chưa bao giờ bị va quệt, chỉ cần hơi nặng nặng thôi cũng chưa có trên cái mẫu xe BMW 318i 2002 này. Đó, sơn màu đen nhìn rất là khỏe và trường xe. Đó, nếu anh em nào mà đang có cái nhu cầu và có cái tầm tiền như vậy mà muốn mua một con xe nó chất chác một chút về đi ít, mà bản thân của con xe này thì mức tiêu thụ của nhiên liệu của xe đối với động cơ 2.0 mà số sàn này thì chỉ tầm khoảng 10 lít quay đầu mà thôi, cũng rất là tiết kiệm nhiên liệu, cũng không quá là tốn nhiên liệu để cho quý vị các bạn có thể lăn tăn. Đăng kiểm thì vẫn còn đến tháng 1 năm 2019. Đăng kiểm còn đến tháng 1 năm 2019 tất cả mọi người. Đó. Về tổng thành về xe thì chắc chắn rồi, chúng ta không cần bàn gì. Rất là đẹp. Còn chúng ta hãy mở nội thất ra để cho anh chị và các bạn có thể xem được cái nội thất của xe. Thì BMW này, mở cửa thì không mở thẳng mà luôn luôn là mở hách lên một chút. Đấy, quý vị nhìn đấy. Hơi hách lên một chút, nếu anh em mà chưa biết mở cửa của BMW này thì nhiều khi cứ giật thẳng nó lại không ra. Và đây là tất cả những option của xe. Vô lăng xe là vô lăng khác rồi này, chuyển sang vô lăng 3 chấu và có tích hợp. Và trang bị túi khí, hai túi khí, đó chính là bên lái và bên phụ luôn. Thì một con xe mà giá trị chỉ có 175 triệu đồng mà thôi, nhưng nó đi ra ngoài đường nó vẫn có chất của nó và nó vẫn có cái tính năng an toàn để cho chúng để phục vụ quý vị các bạn. Thực sự nó là một chiếc xe để đi gia đình và anh em có cái nhu cầu thực sự thì liên hệ em theo số điện thoại 0966 668 121 để có thể chốt được em nó. Còn cái phần thiết kế của cái da và tắp ni của cái dòng BMW này thì anh chị và các bạn yên tâm, nó rất là chất, nó dai. Và để mà theo năm tháng để mà mòn được nó hay là để mà xấu, để nó quá cũ đi
thì còn rất là nâu. Cái dòng BMW số sàn này thì ghế của nó vẫn là ghế cơ. Đây là số sàn. Bật đèn thì nó ở đây. Và chỉnh độ sáng của đồng hồ ở đây. Vô lăng tích hợp. Trong đây có một quả từ khí. Từ khí hoàn toàn nhé. Và đây là số sàn. Số sàn là số sàn 5 cấp. Và 4 tổng nâng hạ kính nó ở phần giữa này. Chứ nó không ở phần này. Ở phần tắp ni này nó lại không, nó không thiết kế 4 tổng nâng hạ kính ở đây. Đó, và nó thiết kế này ở đúng cái phần này. Cũng rất là đơn giản thôi. Và tất cả của nó hoạt động tốt hết. Đây. Và tất cả nó là đều là auto hết nha. Và gương kính chỉnh điện thì vẫn còn hoàn toàn là hoạt động hết luôn. Gương kính chỉnh điện hoạt động hết đầy đủ. Và màn hình VCD, camera lùi hoạt động tốt và âm thanh đầy đủ luôn. Quý vị các bạn nhìn thấy nó rất chắc. Và ghế đẹp luôn. Trần được dán trần 3D. Và điều hòa điều hiếc nó vẫn hoạt động hết nha. Điều hòa tất cả mọi thứ vẫn hoạt động hết. Tất cả mọi chức năng điện trong chiếc xe BMW này hoạt động tốt. Đây, hàng ngồi ghế sau thì rất là rộng rãi. BMW mà ngồi vô cùng là rộng rãi. Giá chỉ bằng chiếc Lancetti 2008 thôi. Và giá nó cũng chỉ bằng chiếc Vios 2005-2006 thôi. Và bằng giá của con Focus. Mà anh em nào thích một con xe chất như em đã nói rồi, thích một con xe nó thương hiệu chút, đi lại nó cũng sướng và cũng bền. Cái dòng này thì đồ nó hơi đắt một chút nhưng mà nó đổ lại cho chúng ta những cái trải nghiệm vô cùng sướng. Cái ghế thì đẹp luôn, rất là mềm, ghế rất là mềm, đẹp. Đây, chúng ta hãy đứng sau nhìn thiết kế về tổng thành của cái nội thất của con BMW này. Số sàn nhưng mà chạy rất là chắc chắn và bốc như tất cả mọi người. Thì đối với con B này thì là một con xe không có lỗi gì. Đây quý vị các bạn nhìn thấy này. Em sẽ quay tất cả về phần dòng bệ và chassis của xe cho tất cả mọi người cùng xem. Đây, tôn của nó vô cùng chất nha. Đó, zin nguyên bản 100% và cam kết không lỗi. Và cái dòng BMW này nó là phanh đĩa 4 bánh. Phanh đĩa 4 bánh và gầm bệ của xe thì chúng ta chả cần phải nhìn, nó nguyên bản luôn. Cốp chúng ta mở ống điện này. Đó. Và đằng sau cốp thì này cực kỳ rộng. Xung quanh được bao phủ toàn nỉ. Đây, phần sau cốp này nó cũng có cái khay này để chúng ta có thể dự phòng luôn. BMW luôn luôn trang bị đầy đủ tất cả những thứ gì nó cần thiết. Và quý vị các bạn nhìn đây là ránh mãng, cái máng để chảy nước này, tất cả nó dồn xuống đây và nó chảy xuống. Thì theo năm tháng 2002 cho đến giờ nó chưa bị han hoặc là chưa bị mọt đi. Và tất cả mọi thứ nó vẫn còn nguyên bản như thế này. Đó, tất cả nó còn nguyên như thế này. Gần như là không có một vấn đề gì xảy ra. Tất cả những dàn bệ chassis phần sau là nguyên bản 100%. Mở đóng ra vào cửa rất là chắc chắn. Tất cả những cái phần tôn của xe con BMW vô cùng là chắc chắn luôn. Nội thất ngồi rộng rãi, thoải mái cho những anh em mà ngồi hàng ghế sau. Và kể cả phần hàng ghế trước cũng vậy mà thôi. Ngồi rất là sướng. Đây, tất cả những đường tôn của xe gần như là nó còn nguyên bản hết.
kỹ, nhìn kỹ rồi nếu anh em đã kết chiếc xe này thì liên hệ sớm cho em. Số điện thoại là 0966668121, em Minh Hải Dương. Thì đó. Rồi chúng ta hãy cùng nổ máy lên và cho anh chị và các bạn xem qua cái khoang động cơ của chiếc xe này luôn. Máy thì đại chất luôn. Đây anh chị các bạn có thể nhìn thấy đây là khoang động cơ của chiếc BMW 318i. Và trước tiên chúng ta hãy xem cái dàn sắt xi của xe này. Đó, dàn thóc này. Đây, chúng ta nhìn dàn sắt xi của xe nó vẫn còn nguyên bản. Đó. Và máy cực kỳ khô luôn nhé, tất cả mọi người nhìn này, máy cực kỳ khô luôn. Và nếu mà quý vị các bạn trực tiếp xem thấy là sẽ không tìm thấy một cái hiện tượng rò rỉ dầu ở trên mẫu xe BMW 318i này. Đây. Máy nó rất là khô, nhìn rất là sạch sẽ. Đó, máy nổ êm, chạy rất là bốc, khỏe luôn. Những cái tất cả những hệ thống capo, quý vị bạn nhìn thấy này, những cái phần xe sexy phần đầu xe là hoàn toàn chưa có bất cứ một lần nào va quệt hay rung rỉ. Âm thanh thì đập vũ trường. Thì một lần nữa rất cảm ơn quý vị và các bạn đã click vào video này và đừng quên để lại một lượt like và một lượt đăng ký. Hãy nhớ ấn nút đăng ký kênh để được cập nhật và được theo dõi tất cả những mẫu xe về mới nhất từ kênh. Xin chân trọng cảm ơn quý vị và các bạn. Chiếc xe này đã được độ lên mắt đèn bi. Bi salon ban ngày. Bật tối nên rất là sáng. Em xin nhắc lại thông tin của xe một lần cuối là chiếc BMW 318i sản xuất năm 2002. Và chiếc xe này bọn em sẽ bán mức giá 175 triệu đồng. Tất cả mọi thông tin quý vị và các bạn hãy liên hệ theo số điện thoại của em là 0966 668 121. Xin trọng cảm ơn.